Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu trong hôm nay 19 tháng 10 phải ban hành nghị định về cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà. Sáng 19 tháng 10, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp thường trực chính phủ với các bộ, ngành về tình hình triển khai các dự án quan trọng của tập đoàn dầu khí và tập đoàn điện lực Việt Nam để bảo đảm cung ứng đủ điện, bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, nhu cầu điện tăng ít nhất 10% mỗi năm. Thủ tướng Phạm Minh Chính cho hay theo tính toán, cứ tăng trưởng kinh tế 1% thì nhu cầu điện tăng 1,5%. Năm 2024, Việt Nam phấn đấu tăng trưởng kinh tế đạt trên 7% và với mục tiêu tăng trưởng của những năm sắp tới, nhu cầu điện cũng tăng ít nhất khoảng 10%. Người đứng đầu chính phủ nhấn mạnh bài học trong năm 2023, mặc dù chính phủ thủ tướng chỉ đạo quyết liệt về đảm bảo điện tổng thể nguồn điện không thiếu song việc thực hiện còn chưa quyết liệt điều hành có hạn chế từ đó xảy ra tình trạng thiếu điện cục bộ tại một số thời điểm một số nơi gây ảnh hưởng tới sản xuất đời sống người dân ảnh hưởng uy tín đối với các nhà đầu tư do đó thủ tướng yêu cầu phải có chuẩn bị từ sớm từ xa để bảo đảm cung ứng đủ điện bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia nhất là khi đất nước đang trong quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa kết luận cuộc họp thủ tướng phạm minh chính nêu rõ chúng ta có thể khẳng định năm 2024 không thiếu điện dù mức tiêu thụ tăng khoảng 11 đến 13% so với năm 2023 việc bảo đảm đủ điện rất quan trọng để thu hút đầu tư FDI trong bối cảnh đầu tư toàn cầu suy giảm. Trong 9 tháng đầu năm, Việt Nam giải ngân 17 tỷ đô la Mỹ vốn FDI, cao nhất trong nhiều năm. Thủ tướng hoan nghênh các tập đoàn điện lực, dầu khí, than khoáng sản, các tổng công ty trong lĩnh vực năng lượng, các cơ quan có liên quan đã nỗ lực góp phần vào kết quả nói trên. Trong bối cảnh các nguồn điện không có nhiều thay đổi nhưng điều hành đã tốt hơn từ việc rút kinh nghiệm của năm 2023 và các biện pháp về cán bộ đã mang lại hiệu quả. Đặc biệt, Thủ tướng biểu dương thời gian qua, EVN đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nhất là tăng tốc hoàn thành đường dây 500 kV Quảng Trạch Phố Nối trong hơn 6 tháng, góp phần bổ sung nguồn cho miền Bắc đẩy nhanh tiến độ các đường dây tải điện từ Lào và Trung Quốc. Về năm 2025, các báo cáo cho thấy với nhu cầu điện tăng khoảng 12 đến 13%, cần phải tăng thêm từ khoảng 2 200 đến 2.500 MW công suất. Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng đây không phải là vấn đề lớn về yêu cầu dứt khoát không được để thiếu điện cho năm 2025 với các giải pháp cụ thể. Theo đó, người đứng đầu chính phủ yêu cầu khẩn trương triển khai thực hiện hiệu quả nghị định về cơ chế mua bán điện trực tiếp đã chính phủ được ban hành. Trong ngày hôm nay 19 tháng 10 phải ban hành nghị định về cơ chế chính sách khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà. Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu đảm bảo đủ nhiên liệu, than, khí cho sản xuất điện theo nhu cầu hệ thống, trong đó đẩy mạnh khai thác than nội địa với kế hoạch dài hạn, đồng thời nghiên cứu việc nhập khẩu than từ Lào, giảm nhập khẩu từ các nguồn khác. Thủ tướng cũng chỉ đạo các biện pháp nhập khẩu điện từ Lào và Trung Quốc. Các đường dây tải điện từ Lào và Trung Quốc về phải đẩy nhanh tiến độ hoàn thành. Trong đó, đường dây 500 kV Lào Cai Vinh Yên phải hoàn thành trong thời hạn 6 tháng, đường dây 220 kV Nam Sum Nông Cống phải hoàn thành trong năm 2024. Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương khẩn trương tiếp tục hoàn thiện dự án luật điện lực, sửa đổi, Chính Quốc hội tại kỳ họp thứ 8 và sửa đổi các thông tư liên quan. Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh việc sửa đổi luật điện lực theo hướng vô quản lý được chặt chẽ, vừa kiến tạo không gian phát triển, đổi mới sáng tạo, để mạnh phân cấp, phân quyền, xóa bỏ xin cho, quan liêu bao cấp, giảm thủ tục hành chính, giảm chi phí tân đủ. Với giai đoạn năm 2026 đến năm 2030, Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương, Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, các tập đoàn, tổng công ty căn cứ tính nhu cầu điện tăng khoảng 12 đến 14% để xây dựng, triển khai các kịch bản về nguồn điện, tải điện, phân phối điện, sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả và giá điện phù hợp với mục tiêu không để thiếu điện trong bất cứ hoàn cảnh nào. Trong đó, Thủ tướng lưu ý một số nội dung cụ thể liên quan việc đa dạng hóa các nguồn điện, bảo đảm các nguồn điện nền, chuyển dần từ điện than sang sản xuất điện sạch, thực hiện cam kết của Việt Nam tại COP26. Cùng với đó, hình thành và phát triển ngành công nghiệp năng lượng tái tạo, tích cực phát triển hệ thống tiết điện, phát triển các dự án điện gió ngoài khơi, khắc phục, xử lý các vấn đề liên quan các dự án điện tái tạo đang gặp vướng mắc. Về thủy điện, Thủ tướng yêu cầu điều tiết các hồ chứa hài hòa giữa nhu cầu tưới tiêu và bảo đảm phát điện cho cao điểm mùa khô tại miền Bắc. Về điện khí, Thủ tướng yêu cầu đón dòng khí đầu tiên từ dự án khí lô Bêu Môn vào cuối năm 2026, tính toán giá điện khí phù hợp theo thị trường, tình hình cụ thể, lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ, hài hòa lợi ích giữa nhà nước, doanh nghiệp và người dân thủ tướng phạm minh chính cũng yêu cầu các cơ quan liên quan nghiên cứu phát triển điện hạt nhân tiếp tục hoàn thiện các quy định thể chế và cập nhật điều chỉnh quy hoạch điện tám